Quý vị đang không thích nhà chủ đầu tư xây thương mại, không thích là nhà xây mới mà tìm nhà xây cũ thì có ngay trong video này nhà dân xây. Và bây giờ có nhu cầu chuyển đổi công tác nhờ Ngọc Ánh bán với một căn nhà 37m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, mặt tiền 4m, hướng nhà đông nam. Thiết kế của ngôi nhà 3 tầng nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên thì ngõ này không phải ngõ thông và cách với 100m là ra tới đường ô tô đi lại. Thiết kế công năng sử dụng của ngôi nhà thì tầng 1, hiện tại em đang đứng ở đây mọi người nha. Ngõ trước nhà thì 2m, cách 100m ra đường ô tô là có sân riêng, gọi là nho nhỏ, có cái cổng riêng mọi người ạ. Chính xác là cổng riêng, và đây là ngõ đường cũng như là mặt tiền của ngôi nhà, phần cửa chính. Với cái nhà này thì xây khoảng tầm gần 10 năm nay rồi, cho nên là nhà cũ nói nguyên là như vậy, và có sơn sửa lại mọi người ạ. Có sơn nội lại thôi chứ còn về kỹ thuật thì là vẫn nguyên như vậy. Tầng 1 em đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà để xe. Mặt tiền được 4m, hướng nhà là hướng đông nam, vị trí của nó thuộc tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với vị trí này thì rất là gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Giá bán em để dưới phần miêu tả, còn tất nhiên căn nhà này sổ sách, sổ đỏ chuẩn chỉnh, hồ sơ điện nước là chuẩn chỉnh rồi. Theo như hiện trạng là quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Bây giờ thì chỉ quý vị có đi tham quan xem ngôi nhà này thiết kế ra sao, công năng sử dụng có hài hòa hợp lý với lại quý vị hay không. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp đây. Thiết kế cũng khá là lâu rồi cho nên có sao thì em sẽ quay như vậy. Chủ nhà thì để lại cho mình một chiếc quạt hút mùi ở đây, chậu rửa vòi rửa phụ kiện là về ở được luôn. Với phần bếp, không gian hợp lý, diện tích 37m², không có trần thạch cao đâu mọi người nhé, trần thường đấy. Và một phòng vệ sinh sử dụng cho phòng tầng 1, phòng vệ sinh tầng 1 đấy. Đầy đủ hệ thống bồn cầu sen, ở đây có tầng 1 còn để cả sen tắm nữa mọi người ạ. Lavabo. Là cái nhà này thì nói chung là vì là nhà cũ cho nên có thế nào thiết kế ra làm sao thì em quay review cho mọi người y vậy. Đấy, tầng 1 cũng không có trần thạch cao nhưng mà chủ nhà có lắp chiếc quạt trần. Đấy, một bộ bàn ghế sẵn của chủ nhà để lại. Đây là kệ tivi. Với đây là cầu thang lên. Với 37m² thì cái căn nhà này chủ nhà thiết kế là cầu thang giữa. Ngoài phần cửa chính thì vẫn có cửa sổ thông thoáng. Hướng nhà đông nam thì tương đối là mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Đó. Với cái quan trọng là vị trí đi lại, căn nhà này thì nó lại còn gần gì nữa ạ? Gần với Đại học Phenica, gần cuối khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, phù hợp cho quý vị đi làm Hà Đông, Hoài Đức, Chương Mỹ, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Tố Hữu, Lê Văn Lương, rất là hợp lý. Mời quý vị sẽ nói lên và các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế công năng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá. Với phần phòng ngủ đầu tiên này thì chủ nhà cũng có cửa sổ thông thoáng này, giường này, tủ quần áo này, điều hòa này, quạt trần. Đấy, rất là rộng thoáng. Căn này thì 37m, tầng chia 2 phòng cho mọi người. Đây, tủ quần áo đây. Theo đúng hiện trạng là dọn đồ về ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu đấy ạ. Hành lang đi vào. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Phần phòng ngủ phía bên trong này thì có nhỏ hơn một chút so với phía bên ngoài. Cũng có lắp điều hòa cho quý vị đầy đủ rồi. Đấy. Điều hòa đầy đủ. Cửa, tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ. Và phòng vệ sinh ở giữa. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng ở tầng 1. Bình nóng lạnh, quạt hút mùi, hệ thống sen tắm đầy đủ cho quý vị. Đây là phần tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với nhà cũ thì nó không có quá nhiều cái để chia sẻ, nó chỉ có vị trí cũng như cái căn nhà thiết kế ra làm sao. Thì Ngọc Ánh đã cũng quay rất là cụ thể chi tiết tầng 1, tầng 2 rồi. Bây giờ mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thì công năng sử dụng ra sao ạ? Tầng 3 thiết kế thêm cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì chủ nhà trước kia để làm phòng thờ. Còn sau này thì cái mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình là khác nhau. Quý vị có thể cân đối. Đấy.
và sân phơi. Siêu rộng, siêu thoáng. Căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không gần đình chùa miếu mạo cho nên quý vị khách hàng hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, không thích nhà thương mại, thích tìm nhà dân cũ thì liên hệ ngay với em để có thể tham khảo ngôi nhà này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.